Sau cuộc đua nghiên cứu điều chế vaccine phòng COVID-19, thì giờ đây thế giới đang chứng kiến một cuộc đổ bộ của những loại vaccine này với những chuyến hàng chưa từng có tiền lệ. Như tại Mỹ, những chiếc xe tải và máy bay chất đầy gần 3 triệu liều vaccine đầu tiên đã di chuyển khắp 50 bang của nước Mỹ. Các bệnh viện thì tăng tốc lập địa điểm phân phối vaccine. Việc phân phối những liều vaccine được phê duyệt đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch tiêm chủng vaccine mang theo nhiều kỳ vọng. Mỹ là nước bị thiệt hại nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19, đứng đầu thế giới về cả số ca nhiễm và số ca tử vong. Tính đến chiều nay, đã có gần 17 triệu người nhiễm COVID-19 tại Mỹ, hơn 300.000 người đã thiệt mạng, con số phục hồi là gần 10 triệu người. COVID-19 vẫn đang lây lan mạnh và dự báo sẽ còn tồi tệ hơn trong kỳ nghỉ đông sắp tới. Nhưng nước Mỹ dường như đã nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Hôm nay, những người Mỹ đầu tiên đã được tiêm vaccine COVID ngừa COVID-19. Và New York là bang chịu tác động nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, cũng là một trong những bang đầu tiên tại Mỹ được tiêm vaccine cho các y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Vậy những người đầu tiên được tiêm mũi tiêm phòng COVID-19, họ đã có phản ứng như thế nào? Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ New York, Mỹ. Trung tâm y tế Northwell, New York, nơi những liều vaccine đầu tiên được chuyển tới. Và cô Sandra Lindsay, y tá của trung tâm, trở thành người được tiêm mũi vaccine đầu tiên. Mũi tiêm được thực hiện dưới sự chứng kiến từ xa của cả thống đốc bang. Tôi tin đây sẽ là vũ khí để kết thúc cuộc chiến với virus. Nó là mở đầu cho trang sách cuối cùng về COVID. Những liều vaccine tiêm đợt này là của hãng Pfizer, còn vaccine của Moderna dự kiến sẽ được chuyển đi khắp nước Mỹ, trong đó có New York trong tuần sau. Phản ứng đầu tiên của người được tiêm cho thấy vaccine có độ an toàn cao. Tôi cảm giác giống như tiêm các vaccine thông thường khác. Hôm nay tôi thấy đầy hy vọng và nhẹ nhõm. Tôi mong nó sẽ kết thúc giai đoạn mệt mỏi trong lịch sử của chúng ta. Tôi muốn khẳng định với công chúng rằng vaccine này an toàn. New York là bang đông dân thứ tư tại Mỹ với hơn 19 triệu người. Đây cũng là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 do đông dân và nhiều người cao tuổi. Sau các nhân viên y tế thì người lớn tuổi ở các viện dưỡng lão và những người có nguy cơ cao sẽ đến lượt được tiêm. Các y bác sĩ được tiêm những liều vaccine đầu tiên tại trung tâm y tế này sẽ được tiêm liều thứ hai sau 3 tuần nữa. Đây sẽ là liều quyết định giúp cơ thể tăng khả năng chống chịu đối với tác động của virus lên 95% nếu như chẳng may nhiễm bệnh. Điều này cũng có nghĩa là để đại đa số người dân Mỹ tiếp cận đầy đủ được hai liều vaccine sẽ phải đến giữa năm 2021. Lê Tuyển, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam, đưa tin từ thành phố New York, Mỹ. Cũng giống như người dân tại New York, vaccine đang mang lại những hy vọng mới cho cả nước Mỹ trong nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19. Quyết định tiến hành tiêm chủng được đưa ra trong bối cảnh đại dịch đang lây lan với tốc độ đáng báo động, liên tục phá kỷ lục về số ca nhiễm mới cũng như tử vong. Một số người dân Mỹ đều tin tưởng vào sự an toàn và hiệu quả của vaccine phòng COVID-19. Tôi nghĩ vaccine này an toàn. Nó đã được nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi trở về nhà sau khi đã được tiêm vaccine. Những người trong gia đình tôi hy vọng họ cũng sẽ được tiêm vaccine giống như tôi. Chúng ta có thể vui mừng vì điều này, nhưng cũng không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của việc giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay. Đó vẫn là những điều cực kỳ quan trọng, nhưng chúng ta đã đi đúng hướng trong cuộc chiến chống COVID-19. Đây chính là niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta sẽ thế nào nếu không có vaccine? Chúng ta sẽ không có hy vọng. Sẽ phải mất vài tháng, 5 hoặc 6 tháng, để mọi người dân đều được tiếp cận với vaccine. Chúng tôi sẽ ưu tiên thực hiện việc này theo từng giai đoạn. Nhưng đây vẫn là một ngày tuyệt vời, vì cuối cùng chúng ta đã được tiêm loại vaccine an toàn và hiệu quả. Không riêng gì nước Mỹ đâu, nhiều nước trên thế giới cũng đang chạy đua với thời gian để tiếp cận và tiến hành tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tiêm chủng là bước quan trọng để có thể ngăn ngừa đại dịch và đưa cuộc sống trở lại bình thường như xưa. Canada hôm qua đã chính thức kích hoạt chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nước này. Một cư dân sống tại cơ sở chăm sóc dài hạn ở Quebec và một nhân viên làm việc tại viện dưỡng lão ở Ontario nằm trong nhóm những người đầu tiên được tiêm vaccine phòng COVID-19 của Pfizer và BioNTech.
Dự kiến tới tháng 4 năm 2021, Canada sẽ có đủ vaccine cung cấp rộng rãi cho người dân. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi nước này phê duyệt vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Mỗi liều vaccine Sinopharm sẽ có 2 mũi, cách nhau 21 ngày. Hiện người dân có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine miễn phí. Singapore đã cấp phép sử dụng vaccine do công ty Pfizer và BioNTech bào chế. Dự kiến nước này sẽ nhận được lô hàng đầu tiên vào cuối tháng 12. Nếu mọi việc tiến triển theo kế hoạch, Singapore sẽ có đủ vaccine cho tất cả người dân trong quý 3 năm 2021 và sẽ cung cấp miễn phí cho các công dân cũng như những người cư trú dài hạn tại nước này. Đức đang hối thúc Liên minh châu Âu đẩy nhanh việc phê chuẩn một loại vaccine ngừa COVID-19. Văn phòng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Bộ Y tế Đức muốn cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu phê chuẩn vaccine do hãng Pfizer và BioNTech phối hợp sản xuất vào ngày 23 tháng 12, sớm hơn dự kiến ngày 29 tháng 12. Đức bất bình về việc EU chậm phê chuẩn vaccine, trong khi BioNTech là một công ty của Đức và nước này dự kiến phải phong tỏa một phần từ ngày 16 tháng 12 do các ca nhiễm tăng nhanh. Vaccine thực ra chỉ ngăn ngừa những cái triệu chứng hoặc là triệu chứng nặng khiến chúng ta không đến nỗi là phải đến bệnh viện, phải thở máy, chứ không thể bảo vệ con người khỏi nhiễm virus được. Người đã tiêm vaccine vẫn có khả năng mang virus trong đường hô hấp và phát tán ra xung quanh khi nói chuyện, thở và hắt hơi. Vì thế chúng ta đừng trông mong vào việc là có vaccine thì dịch bệnh sẽ chấm dứt ngay, mà quan trọng nhất vẫn là ý thức phòng dịch của mỗi người. Việt Nam hôm nay sẽ quay trở lại ngay sau ít giây quảng cáo.